Từ rất lâu đời, thị trấn Thanh Chương từng có tên gọi là Dùng. Địa danh thân thuộc ấy gắn bó sâu thẳm với nhiều yếu tố địa lý và sự kiện lịch sử và đang ngày càng dày dặn hơn trong thơ ca, nhạc họa. Người ta biết đến Dùng vì nơi ấy có đồi Dùng, truông Dùng, cây đa Dùng, đò Dùng, chợ Dùng, trường Dùng, cầu Dùng. Người ta biết đến Dùng bởi nơi ấy có những con người khiêm nhường nhưng luôn đủ tự tin, kiệm cần nhưng sống rộng lượng, hiếu học và luôn trọng nhân nghĩa. Người ta biết đến Dùng từ một đô thị chênh vênh chắp vá, manh mún, nhỏ lẻ, thượng cây đa, hạ bệnh viện, với con đường độc đạo mịt mù bụi đỏ đang thoát ra từ sự đổi mới vươn lên mạnh mẽ với một diện mạo mới, một tâm thế mới và kỳ vọng mới. Trong những ngày này, cán bộ và nhân dân thị trấn Thanh Chương đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, 27 tháng 10 năm 1984, 27 tháng 10 năm 2024, đón nhận cờ thi đua của chính phủ và danh hiệu Đô thị Văn Minh. Hướng về sự kiện này, nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân trong và ngoài tỉnh, có cả một số người đang làm ăn ở nước ngoài, đã đóng góp nhiều kinh nghiệm, ý tưởng tâm huyết có giá trị hoặc đã tài trợ giúp đỡ tiền, vật liệu xây dựng, cơ sở vật chất, thiết thực để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập thị trấn. Buổi lễ sẽ được diễn ra vào 19h30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2024 tại sân vận động trung tâm huyện Thanh Chương. Kính mời quý vị cùng bà con nhân dân Thanh Chương sống trên mọi miền Tổ quốc cùng về dự lễ hoặc đón xem chương trình sẽ được livestream trên các cơ sở hạ tầng số. Xin trân trọng kính báo và cảm ơn.